Sao kỳ vậy? Ông chủ lao mình cho coi. Ông chủ lao mình, lao mình. Làm sao đây, làm sao đây? Ông chủ lao mình thôi, giờ làm sao đây? Bầm lo lắng, mất trâu, nên khóc như mơ. Đúng lúc đó, này con, sao con lại khóc? Ông Bụt, ông Bụt ơi giúp con với. Con chăn trâu mà ngủ quên, làm mất một con rồi. Bố không biết được, cha còn chết rồi Bụt ơi. Bụt ơi cứu con đi, Bụt ơi. Con sợ quá Bụt ơi. Ta hiểu rồi. Thôi con đừng khóc, ta sẽ giúp con. Nào, hãy đưa cái quạt mo của con cho ta đi. Dạ. Hồ biến. Bây giờ cái quạt này đã trở thành quạt thân rồi. Thật không Bụt? Con hãy nhìn vào quạt, rồi con sẽ thấy được con trâu của mình đang lạc ở đâu. Đúng rồi nè, trâu của con nè Bụt. Thì ra là nó lạc sang tận cánh đồng làng bên. Nhưng mà làm sao để gọi nó về? Bây giờ ta sẽ chỉ cho con câu thần chú để gọi trâu trở về. Như vậy nè, nhớ không? Dạ. Tìm được trâu rồi. Hay quá à. Vậy nha, từ nay con nhớ giữ kỹ cái quạt mo thần này, đừng để làm mất đó. Dạ con biết rồi, con cảm ơn Bụt nhiều lắm. Thế là từ đó Bơm dùng quạt của mình để giúp đỡ mọi người. Mọi người Bơm giúp dân làng và bạn bè tìm lại tài sản bị mất. Cảm ơn Bơm nha. Vì vậy hễ mất đồ gì mọi người đều tìm tới Bơm. Cậu lúc nào cũng nhiệt tình giúp đỡ nên tất cả đều biết ơn và càng yêu quý Bơm. Một ngày kia, nè nhóc con. Dạ là phú ông mà. Nè Bơm, ta nghe đồn mi có cây quạt mo thần, có đúng không? Vậy ngươi đổi quạt với ta thì ngươi nghĩ sao, đổi được không? Còn lâu, leo leo. Thằng nhóc này. Thôi được, một bầy trâu thiệt bự, thiệt bập nè. Hay là cái này ao đầy cá luôn. Hay ta cho ngươi cái này nha, gỗ liêm xịn đó. Còn cái này rất đẹp nữa nè. Coi đi, coi đi, coi đi, coi đi. Hay là cái này được không? Còn lâu, leo leo. Không chịu, leo leo. Không. Bất cứ thứ gì phú ông đem ra đổi, Bơm cũng dứt khoát không chịu. Đúng lúc đó có một ông lão bước tới. Ông lão, tôi đói bụng quá. Cụ ơi, cụ có sao không? Làm sao đây? Mình cũng không có cơm để cho cụ nữa. Cụ ơi dậy đi cụ. Cái lão ăn mày dơ giấy này. Người đâu, lôi lão ta ra ngoài. Không được, ông lão sẽ chết đó. Tôi van ông, hãy cứu ông lão đi. Ông ơi, ông ráng đợi một chút nha. Được thôi, đổi lại ngươi phải cho ta cây quạt và cứu thần chú, có được không? Được, được. Cứu ông lão ngay đi. Vậy mới phải chứ. Đây, cho lão ta một đấm xôi. Ai vậy? Lòng dạ ngươi thật là xấu xa. Ngươi không xứng đáng có chiếc quạt thần. Hồ biến. Đây Bơm, quạt của con đây. Dạ, con cảm ơn bộ. Chiếc quạt này mãi mãi là của con. Chỉ có những em bé ngoan như con mới xứng đáng có được chiếc quạt này thôi. Từ đó, Bơm dùng chiếc quạt thần giúp đỡ mọi người, càng được dân làng yêu quý hơn. Câu chuyện được lan ra khắp dân gian. Thằng Bơm có cái quạt mo, phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu. Bơm răng, Bơm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bơm răng, Bơm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi 1 bè gỗ lim. Bơm răng, Bơm chẳng lấy lim, phú ông xin đổi con chim đồi mồi. Bơm răng, Bơm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nấm xôi Bơm cười.